Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuộc sống 24 giờ của kênh VTC14. Và bây giờ, ở phần đầu của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin chính sẽ có cho chương trình ngày hôm nay. Trong chuyên mục tin sáng, Hội An được bầu chọn là thành phố yêu thích hàng đầu thế giới theo công bố từ tạp chí du lịch nổi tiếng của Anh là Wanderlust. Làng nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm, xã Thủy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ tấp nập chuẩn bị cho ngày cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, tiếp tục câu chuyện mở rộng danh mục phụ gia thực phẩm gây tranh cãi của Bộ Y tế. Tiếp theo là những tin tức quốc tế cho chuyên mục cuộc sống bốn phương. Pakistan đánh bom liều chết, hơn 70 người thương vong. Độc đáo món súp rắn chào năm mới Quý Tỵ tại Hồng Kông, Trung Quốc. Và để mở đầu bản tin, mời quý vị và các bạn theo dõi một trong những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm qua, đó là tọa đàm vượt qua thử thách, chung tay thích ứng với biến đổi khí hậu. Hôm qua tại trường quay S4, đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã diễn ra buổi tọa đàm giữa lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực biến đổi khí hậu xoay quanh chủ đề vượt qua thử thách, chung tay thích ứng với biến đổi khí hậu. Đề cập đến nhiều khía cạnh thời sự của biến đổi khí hậu, buổi tọa đàm đã thu hút được sự quan tâm của nhiều khán giả xem truyền hình. Diễn ra trong 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC14 và trực tuyến trên website vtc.vn với sự tham dự của ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các chuyên gia hàng đầu về biến đổi khí hậu. Việt Nam cũng như tất cả quốc gia trên thế giới thì đang đứng trước một thách thức chung của nhân loại, đó là biến đổi khí hậu. Nhưng với một cái điều kiện địa lý tự nhiên như Việt Nam thì cái thách thức biến đổi khí hậu Việt Nam là đặc biệt là trầm trọng hơn. Đây là một diễn đàn trao đổi chuyên sâu về biến đổi khí hậu với các nội dung như hành động, ứng phó và giảm tác động của biến đổi khí hậu đến con người, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta, vốn được cho là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương vì biến đổi khí hậu, nhưng nhận thức của người dân và ngay cả một bộ phận lãnh đạo còn nhiều hạn chế. Rất nhiều câu hỏi đã được khán giả trong nước gửi tới cho chương trình, trong đó nhiều câu hỏi đến từ người dân của các vùng đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi biến đổi khí hậu như Nam Định, Thái Bình, Cà Mau. Trong thời gian tới, kênh VTC14 sẽ tiếp tục là một cầu nối, là diễn đàn để người dân và cơ quan nhà nước phụ trách về biến đổi khí hậu cùng các chuyên gia tiếp tục có những trao đổi nhằm nâng cao hiệu quả về truyền thông, góp phần ứng phó tích cực với vấn đề chung của toàn cầu. Và bây giờ sẽ là phần điểm báo với những thông tin mới cập nhật trên các trang báo số ra ngày hôm nay. Đầu tiên là một thông tin trên trang 4 của báo Nông thôn ngày nay với nhan đề Bảo tàng lịch sử quốc gia tiếp nhận 23 bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Ngày 1 tháng 2, Bảo tàng lịch sử quốc gia đã long trọng tổ chức lễ biếu tặng những bản đồ và tài liệu khẳng định chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam từ anh Trần Mạnh Tuấn đến từ tỉnh Nam Định. Bộ sưu tập mà anh Trần Mạnh Tuấn tặng bảo tàng gồm 23 bản đồ các loại và 10 tư liệu tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật Bản. Phát biểu với báo giới, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đánh giá, bộ sưu tập là những tài liệu quý đầy đủ bằng chứng pháp lý góp phần khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Chia sẻ với báo chí về ý tưởng hiến tặng kho tài liệu quý báu này cho bảo tàng, anh Trần Mạnh Tuấn cho biết, trước đây anh từng là một người lính biên phòng và luôn khát khao được tìm hiểu cặn kẽ về lịch sử của Việt Nam cũng như lịch sử biển đảo. Từ một niềm đam mê ban đầu, anh đã tìm mua những bản đồ cổ và qua đó anh thấy tất cả những bản đồ này đều chứng minh chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, trái ngược hoàn toàn với những khẳng định phi lý từ phía Trung Quốc. Và anh Tuấn cũng cho biết thêm là anh sẽ tiếp tục đối với công việc này là niềm đam mê sưu tập bản đồ, khẳng định chủ quyền của Việt Nam, bởi đơn giản chỉ là cách thể hiện lòng yêu nước của một người công dân. Từ ngày hôm qua đã có nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Đáng kể đến đó là luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó là chính sách vay vốn sản xuất với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, quy định mới về đào tạo liên thông và quy định thanh tra về tuyển dụng quản lý công chức viên chức. Trên báo Đại đoàn kết đã đăng tải chi tiết nội dung của những chính sách mới này.
Đáng chú ý trong đó có chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn phát triển sản xuất. Liên quan đến chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số, theo quyết định số 54 ban hành năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, thì đối tượng được vay vốn là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, kể cả các hộ có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số, sống ở các xã, phường, thị trấn thuộc các vùng khó khăn, có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng là từ 50% trở xuống so với chuẩn hộ nghèo theo quy định hiện hành. Các hộ đủ điều kiện có thể vay vốn một hoặc nhiều lần với tổng mức vay không quá 8 triệu đồng một hộ mà không phải dùng tài sản để bảo đảm tiền vay và được miễn lệ phí làm thủ tục hành chính trong việc vay vốn. Như vậy là tổng mức vay theo quy định mới sẽ tăng hơn 3 triệu đồng một hộ so với mức quy định tại quyết định số 32 được ban hành năm 2007 là 5 triệu đồng một hộ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một bài viết ở trên báo Thanh Niên. Đây là một bài phóng sự của tác giả Nguyễn Thành Nam về chủ đề đó là nở rộ dạy đánh bạc bịp khi những ngày Tết đang cận kề. Theo tìm hiểu của anh Nam, phóng viên của báo Thanh Niên thì thông qua những cái trang web để dạy đánh bài trực tuyến đều có hai hình thức. Thứ nhất là dạy trực tiếp tại nhà và thứ hai là dạy qua mạng. Và theo giới thiệu thì dạy tại nhà học viên sẽ học hiệu quả hơn khi được tận mắt chứng kiến các kỹ thuật, có được không gian học thật là tiện nghi với đầy đủ dụng cụ, thầy hướng dẫn một cách tận tình đến khi thuận thục và học hỏi giao lưu với nhiều những cái học viên khác nữa. Và ngoài ra thì không chỉ hứa đào tạo thành chuyên gia bài bịp cấp tốc, những trang trên còn giao bán công khai, cung cấp những sản phẩm chuyên dụng cờ bạc cho những ai có nhu cầu như là bộ bầu cua như ý, kính áp tròng nhìn xuyên bài, bài thửa, máy thay cây bài, dụng cụ sóc đĩa công nghệ cao và máy chơi ba cây và máy chơi liêng, bát hình không tang, bộ bài nhìn xuyên, bộ xí ngầu đổ như ý. Và những cái địa chỉ dạy bạc bịp như thế này đã trở thành những điểm đến cho rất là nhiều người với học phí là 3 triệu đồng, thời gian học tùy chọn và cái người thầy ở đây thì còn đảm bảo là sau khi học xong thì sẽ áp dụng được ngay, sẽ ăn tiền và sẽ không bao giờ sợ thua. Theo học suốt hơn 2 tháng thì phóng viên của báo Thanh Niên cũng đã tiếp xúc được với nhiều những người đồng môn khác nhau làm nhiều nghề từ sinh viên cho đến công chức nhưng có chung đặc điểm là đều rất đam mê với máu đỏ đen. Và trước lúc kết thúc ngày học đầu tiên thì Bình là cái người dạy học đối với cái môn này cũng đã nhắc lại phải kiếm cho mình được cái nghề mà. Với cái nghề này thì anh có thể kiếm sống rồi. Gia đình anh thì hầu hết ai cũng nghèo, từ cha mẹ đến các anh chị em, chỉ riêng anh là khá giả mà tất cả tài sản anh có được là đều nhờ chơi bạc bịp mà ra. Cuối năm không chỉ nở rộ dịch vụ dạy đánh bạc bịp mà trên báo Thanh Niên còn phản ánh một thực trạng nữa, đó là bùng phát dịch tin nhắn rác. Theo bài viết của nhóm tác giả Trường Sơn, Quang Thuần thì cuối năm 2012, Bộ Thông tin Truyền thông đã có nhiều động thái mạnh tay để xử lý vấn đề tin nhắn rác. Tình hình có vẻ đã dịu bớt phần nào khi việc thanh tra kiểm tra được tăng cường ở nhiều cấp. Tuy nhiên thì vào thời điểm cận Tết âm lịch thì dịch này lại đang bùng phát trở lại. Theo Bộ Thông tin Truyền thông, hiện có 347 doanh nghiệp cung cấp nội dung hợp tác với các nhà mạng để cung cấp dịch vụ. Trong số này thì có những doanh nghiệp thực hiện phát tán tin nhắn lừa đảo nhằm quảng cáo, dụ dỗ và dẫn dắt người dùng nhắn tin vào đầu số của mình để có thể thu lợi, gây bức xúc trong dư luận. Thông tin từ Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam cho biết là qua báo cáo chưa đầy đủ của các doanh nghiệp viễn thông di động thì số lượng tin nhắn quảng cáo hàng năm lên tới con số hàng chục tỷ đồng, chiếm khoảng 10% lượng tin nhắn rác. Từ năm 2009 đến nay, trung tâm này đã điều phối các doanh nghiệp viễn thông xử lý gần khoảng 300 vụ việc doanh nghiệp phát tin nhắn rác, phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh xử lý và cảnh báo trên 100 trường hợp và khoảng trên 50 doanh nghiệp có phát tin nhắn rác đã bị xử lý với tổng số tiền phạt và thu hồi lên tới con số là 2,4 tỷ đồng. 3 công ty đã bị đình chỉ cung cấp dịch vụ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một bài viết ở trên trang 3 của báo Tiền Phong. Đây là chuỗi bài viết về cận cảnh của những doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội. Khi nhiều doanh nghiệp mà ở tại Hà Nội đang làm ăn thua lỗ và trì trệ, trong đó có những gương mặt từng được xem là quả đấm thép, từng là anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đang bên những bờ vực thẳm. Bài đầu tiên là bài về Haprosimex,
bán cả nhà máy liệu có trả hết nợ. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ, nhưng theo nhiều cán bộ của Haproximex, năm nay làm gì có Tết bởi tình trạng nợ nần chồng chất tại doanh nghiệp này, đơn vị từng được tặng thưởng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cách đây mới chỉ vài năm. Chi cục Tài chính Doanh nghiệp Hà Nội cho biết, liên tục nhiều năm qua, nhất là sau khi đầu tư nhà máy dệt kim Haproximex đã ngập trong nợ nần. Hai năm liền từ năm 2010-2011, doanh nghiệp này đều đã thua lỗ nặng. Vì đâu mà một doanh nghiệp vừa được trao tặng anh hùng lao động thời kỳ đổi mới với bề dày thành tích hàng đầu của thủ đô lại lâm vào cảnh này? Theo đại diện của lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội, nguyên nhân lớn nằm ở bài toán đầu tư. Với mục tiêu mở rộng quy mô của doanh nghiệp, thì Haproximex đã đầu tư vào nhà máy dệt kim Hoành Tráng, nhưng cuối cùng lại bế tắc ở chính đầu ra cho những sản phẩm. Mặc dù đang mang lại những vị trí đắc địa được nhà nước giao từ thời bao cấp, đi liên doanh liên kết với khá nhiều, nhưng khoản nợ của doanh nghiệp vẫn thuộc top hàng đầu của các doanh nghiệp nhà nước tại thành phố. Sở Tài chính Hà Nội khẳng định, đến nay lỗ lũy kế của Haproximex đã lên tới con số là hơn 100 tỷ đồng. Vào ngày hôm qua, ngày 1 tháng 2, Ban chấp hành Hiệp hội Lương thực Việt Nam, được gọi tắt là VFA, đã có cuộc họp để thống nhất về thời gian tạm trữ lúa gạo vụ đông xuân 2012-2013 cho bà con nông dân thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và thông tin từ cuộc họp này cho biết là sau Tết mới tạm trữ lúa gạo. Thông tin được đăng tải trên báo Nông thôn ngày nay. Tại cuộc họp, thì Ban chấp hành VFA cũng đã xác nhận tinh thần quyết liệt đó là thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ đông xuân 2012-2013 với thời gian dự kiến là từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 năm 2013. Thời gian tạm trữ 3 tháng với lãi suất doanh nghiệp được hỗ trợ khi thu mua tạm trữ là 0%. Giá tối thiểu doanh nghiệp thu mua tạm trữ tại kho là 5.000 đồng 1 kg. Theo VFA, thì mặc dù hợp đồng trong tháng 1 năm 2013 ký được nhiều nhưng giá ký thì rất thấp là dưới 400 đô la Mỹ trên một tấn, thậm chí là có hợp đồng chỉ ký được có 380 đô la Mỹ một tấn. Vào tháng 1 năm 2013, Việt Nam xuất khẩu được hơn 400.000 tấn gạo với giá xuất khẩu bình quân là đạt 494 đô la Mỹ một tấn, thấp hơn gần 100 đô la Mỹ một tấn so với cùng kỳ của năm 2012. Ở tại thủ đô thì giá gà đồi Yên Thế ở tỉnh Bắc Giang hiện mỗi nơi một khác, trong khi lại xuất hiện một công ty của Bắc Giang đang đòi độc quyền thương hiệu này. Bài viết về thị trường phản ánh ở trên báo Tiền Phong số ra ngày hôm nay với nhan đề gà Yên Thế tại thị trường Hà Nội nhiều giá, một công ty đòi độc quyền đối với thương hiệu. Theo bài viết này thì mang tên sản phẩm gà Yên Thế nhưng có sự chênh lệch giá của một số các đơn vị bán lẻ tại loại gà này. Tại một số siêu thị, gà Yên Thế được bán ra với mức giá là 150.000 đồng một ký, nhưng có siêu thị giá bán chỉ hơn 120.000 đồng một ký. Nhiều khách hàng chọn mua gà Yên Thế đang được bày bán ở tại siêu thị Big C vì thấy gà Yên Thế tại Big C Thăng Long giá rẻ hơn nhiều so với loại gà này ở một số siêu thị khác cho nên mua. Sản phẩm gà mang thương hiệu xuất xứ là gà đồi Yên Thế, được một công ty có trụ sở tại Bắc Giang, đơn vị được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Giang cấp chứng nhận sử dụng nhãn hiệu gà đồi Yên Thế đòi độc quyền thương hiệu. Còn Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, để tránh những rắc rối ở trong quá trình kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu gà đồi Yên Thế, Chi cục Đo lường và Tiêu chuẩn Chất lượng của tỉnh Bắc Giang đã quyết định cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Yên Thế cho 20 thương nhân và hộ kinh doanh đủ tiêu chuẩn đối với thương hiệu này. Càng gần đến Tết Quý Tỵ thì thị trường hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh càng nóng hơn bao giờ hết khi người dân bắt đầu tăng tốc mua sắm. Khác với mọi năm thì những ngày này tại các trung tâm thương mại cũng như là các khu chợ truyền thống, hàng Việt đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Phản ánh thị trường thành phố Hồ Chí Minh trên báo Tin Tức có bài viết Hàng Việt thăng hạng. Không kém cạnh về chất lượng mẫu mã so với những đối thủ có xuất xứ như là từ Thái Lan hay là Trung Quốc nhưng lại có giá cả cạnh tranh hơn và nguồn gốc thì rõ ràng, Tết này hàng Việt đã xuất hiện rất nhiều trong các gia đình người Việt. Ví dụ như năm nay hệ thống Co.op quyết định đẩy mạnh chương trình Tết Việt bán hàng Việt. Ngoài nhóm hàng lương thực thực phẩm được ưu tiên hàng đầu từ nguồn hàng của doanh nghiệp trong nước thì tất cả các mặt hàng trang trí như nhà cửa, phong bao lì xì cũng đều do doanh nghiệp nội địa cung cấp. Trong khi đó thì tại các chợ truyền thống, nhiều tiểu thương cho hay người tiêu dùng khi chọn hàng hóa đã bắt đầu quan tâm nhiều đến xuất xứ và thường ưu tiên chọn hàng Việt Nam nhiều hơn. Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay chủ yếu chỉ là trong khâu tiêu thụ. Hiện hầu hết doanh nghiệp phải trông chờ rất nhiều vào những hệ thống phân phối như là siêu thị hay trung tâm thương mại, chợ truyền thống. Nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng đang hướng tới chiến lược sản xuất phục vụ cho nhu cầu trong nước và điều đáng mừng là các nhà phân phối đã đồng lòng để xây dựng hệ thống bán lẻ các mặt hàng có xuất xứ trong nước cũng như là tổ chức nhiều chương trình kích cầu củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào hàng Việt.
Và mùa Tết cũng là mùa mà rất nhiều người đang chuẩn bị những giỏ quà biếu để biếu tặng cho đồng nghiệp và cho người thân. Và rượu ngoại giỏm len vào các giỏ quà khiến cho nhiều người tiêu dùng không để ý. Rồi đến khi mua về mới tá hỏa ra, chỉ có vỏ chai là thật. Đó là bài viết phản ánh của nhóm tác giả Minh Phương, Thanh Uyên và Kim Thoa trên chuyên trang Môi trường của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh trang 14. Và với bài viết này thì các tác giả cho biết là để lợi dụng tâm lý người tiêu dùng muốn mua rượu ngoại mẫu mã đẹp làm quà biếu, nhiều cơ sở đã dán tem nhãn nhập khẩu giá để hô biến thành rượu ngoại. Và ngoài ra thì nhóm phóng viên cũng cho biết là theo lời kể của bạn bè thì đã tìm đến đường Nguyễn Thông, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa điểm tập trung bán rất nhiều sản phẩm rượu và giỏ quà biếu. Qua tìm hiểu thì thấy các chai rượu đóng trong những giỏ quà đều có tem nhãn mờ nhạt, rất dễ bóc. Giá của các giỏ quà này không rẻ, có giỏ lên tới gần 2 triệu đồng vì có chai rượu Hennessy. Đại diện Chi cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 1 đã tạm giữ hơn 445.000 đơn vị sản phẩm và 52.913,8 kg hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả gồm thực phẩm, bia, rượu của nước ngoài phần lớn là từ Trung Quốc. Đồng thời còn có những cái mặt hàng mà không có chứng từ, có đến 843 chai rượu ngoại và 2.188 chai bia Heineken. Vừa qua, Sở Công Thương cũng đã có văn bản chỉ đạo Cục Quản lý Thị trường phối hợp cùng các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra và phát hiện các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh rượu để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người dân khi dịp Tết đang cận kề. Nhiều nghệ sĩ, trong đó có các ca sĩ, rồi những diễn viên và người mẫu nổi tiếng, thu nhập của họ có thể lên đến hàng chục triệu đồng cho một show diễn. Nhưng theo cơ quan thuế thì thuế thu nhập cá nhân nộp khá khiêm tốn. Vậy thì họ đã dùng chiêu nào để trốn thuế? Đây là một câu hỏi được đặt ra trên báo Tiền Phong và nhóm tác giả, phóng viên của báo Tiền Phong đã giải đáp câu hỏi này. Theo bài viết này thì hiện nay ngành thuế đang áp dụng hệ thống phần mềm quản lý thuế thu nhập cá nhân, quản lý thu nhập theo mã số thuế. Nhờ vậy mà cơ quan thuế có thể theo dõi các khoản thu nhập của nghệ sĩ trên phạm vi toàn quốc. Dù nghệ sĩ không kê khai đầy đủ các khoản thu nhập, nhưng nếu đơn vị chi trả thu nhập kê khai thuế thì cơ quan thuế sẽ thống kê được tất cả thu nhập. Do đó thì có nghệ sĩ khi cơ quan thuế phát hiện yêu cầu kê khai lại thì số thu nhập bỗng tăng thêm có khi lên tận đến con số hàng trăm triệu đồng. Thực tế là vài năm gần đây, nhiều nghệ sĩ hoa hậu đã thành lập công ty riêng và ký kết hợp đồng biểu diễn với các đối tác. Và ngay khi đó, nguồn thu nhập này được hạch toán vào doanh thu của công ty, kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Trong trường hợp này, thì nếu công ty làm ăn thua lỗ hoặc cố tình khai lỗ, thì cơ quan thuế cũng rất khó có thể thu được thuế. Hiện nay, việc sử dụng thanh toán bằng tiền mặt vẫn khá phổ biến, lại càng gây khó khăn hơn cho cơ quan thuế khi quản lý, kiểm tra thuế của cá nhân. Do đó, trong thời gian tới, việc chi trả thu nhập được thực hiện qua ngân hàng, thì việc kiểm tra ngăn chặn trốn thuế lậu sẽ có hiệu quả hơn. Phần điểm báo sẽ được tiếp nối bằng những bài viết đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, khi những ngày Tết đang cận kề thì trên các trang báo, những câu chuyện khác nhau cũng được bàn đến về những khía cạnh liên quan đến cuộc sống. Và những bài báo và những thông tin tiếp theo cũng xung quanh đối với câu chuyện ngày Tết. Và một vấn đề về dịch tễ được đăng tải trên báo Tiền Phong với nhan đề cúm gia cầm tấn công trong dịp Tết. Trong tuần vừa qua thì ở tại Tây Ninh, vùng tiếp giáp với biên giới Campuchia, xuất hiện hai ổ dịch cúm gia cầm. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch cúm gia cầm lây lan trong dịp Tết là rất lớn khi việc tiêu thụ gia cầm không nguồn gốc vẫn còn đang tràn lan. Theo ghi nhận của cơ quan thú y vùng 6, bắt đầu từ ngày 22 tháng 1, hơn 50 con gà trong tổng số hơn 1.000 con của ông Dua là một người dân ở đây bỗng dưng có triệu chứng màu tím, phân lỏng màu xanh, rồi sau đó chết. 3 ngày sau, gần 800 con gà khác của hộ này cũng lần lượt lan ra chết. Các mẫu bệnh phẩm này được thú y tỉnh Tây Ninh gửi về trung tâm thú y của vùng 6 để xét nghiệm và kết quả cho thấy dương tính đối với virus cúm gia cầm. Trong khi ổ dịch ở huyện Bến Cầu vừa được khống chế, thì hôm qua, mùng 1 tháng 2, ông Bình xác nhận xuất hiện thêm một ổ dịch cúm gia cầm ở thị xã Tây Ninh. Như vậy, chỉ trong vòng một tuần qua, ở nơi đây đã xuất hiện hai ổ dịch cúm gia cầm, trong khi vùng giáp danh với tỉnh này là Campuchia đã có 4 người chết do dịch cúm gia cầm gây ra. Theo đại diện của Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh đã xuất hiện hai ổ dịch cúm. Thời điểm này, lượng gia cầm nên tiêu thụ mạnh hơn, đặc biệt là tại các điểm kinh doanh gia cầm trái phép tấp nập hoạt động, khiến cho nguy cơ dịch cúm gia cầm cần phải hạn chế để lây lan. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh không nên chủ quan đối với vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, một trong số những vấn đề mà người tiêu dùng và những người dân thì cũng cần đặc biệt quan tâm trong dịp Tết, đó là nồm ẩm trước Tết.
có thể gây nguy cơ ngộ độc cao. Đây là thông tin được đăng tải trên báo Tiền Phong. Bài viết cho hay, ngay cả khi đảm bảo vệ sinh thì những ngày nồm ẩm đột ngột như hiện nay, nguy cơ ngộ độc các chất gây ung thư sẽ rất cao. Đây là lời cảnh báo của chuyên gia ở Viện Dinh dưỡng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thì thời tiết mấy ngày qua khá bất thường. Một số nơi ở miền Bắc đã xuất hiện mưa rào sớm so với mọi năm và một đợt ấm nóng có thể kéo dài đến một tuần. Và chính những hiện tượng thời tiết này đã gây ra hiện tượng nồm ẩm. Cho đến ngày 8 tháng 2, tức là ngày 28 Tết, thì cái nguy cơ thực phẩm sản sinh các độc tố chết người sẽ rất cao. Đây lại là dịp các cơ sở kinh doanh tích trữ một lượng thực phẩm khổng lồ để bán, và hàng triệu gia đình cũng đang mua sắm tích trữ cho đợt nghỉ Tết kéo dài tận 9 ngày. Trước tiên, có thể kể đến một số nhóm thực phẩm có thể có chứa những cái chất gây ung thư, như là nồm ẩm sẽ khiến các món ăn như là dưa, cà, muối dễ bị khú. Và một nhóm nữa, đó chính là hạt ngũ cốc, trong đó có gạo và hạt họ đậu mà điển hình chính là lạc. Thông tư 30 của Bộ Y tế về kiểm soát thức ăn đường phố đã có hiệu lực từ ngày 20 tháng 1, nhưng khảo sát cho thấy là quán ăn đường phố thường không có các hệ thống chống mốc cho các sản phẩm như là hạt. Lựa chọn củ và hạt mốc hoàn toàn tùy thuộc vào sự khéo léo và lương tâm của người chế biến. Với lạc rang đóng gói thì hầu như là không có ai kiểm soát đầu vào. Các đồ thịt như là cà, muối, dưa, hành, muối bán bầy nhan nhản và tiêu thụ mạnh ở hầu khắp các chợ và nhà hàng. Đây thực sự là những mối nguy cơ mà chúng ta cần phải rất quan tâm khi mà quyết định lựa chọn sử dụng. Và cũng là một bài viết về văn hóa đáng chú ý được đăng tải trên báo Nông thôn ngày nay. Đó là quan chức thì không nên đi lễ. Và đây là ý kiến trích dẫn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chí Bền, là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa. Liên quan đến công tác lễ hội vào năm 2013, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chí Bền cho rằng lãnh đạo thì quan chức không nên đến tham dự lễ hội với tư cách là người đứng đầu một ban ngành. Và phóng viên của báo Nông thôn ngày nay đã có cuộc trò chuyện chi tiết với ông để hiểu rõ hơn về quan điểm này của ông. Ông cho rằng phải khẳng định lễ hội là của dân và mọi người thì đều có quyền tham dự lễ hội như nhau. Vì thế mà việc một số đồng chí lãnh đạo tham dự lễ hội sẽ là chuyện rất bình thường nếu như họ xuất hiện với tư cách là một công dân. Tuy nhiên thì việc tách bạch hai tư cách trong một con người là một chuyện không hề đơn giản. Song đôi lúc chính địa phương là người đã đẩy sự việc quan trọng hơn. Lấy ví dụ cụ thể, các quan chức về hội Lim được địa phương đón tiếp đưa vào tiếp đãi trong hội trường và thậm chí còn đề nghị các nghệ nhân, các liền chị, liền anh vào đó để biểu diễn phục vụ. Và chúng ta cũng đừng nghĩ là lỗi hoàn toàn ở những người đến dự lễ hội, mà ngay cả phía những người tổ chức đã không rành mạch được chuyện đó. Đôi khi chúng ta làm phức tạp sự việc đón lãnh đạo cấp trên về với xe ô tô hay là còi hụ dẫn đường. Đó là chưa kể đến trường hợp người dân đang lễ thì bị cảnh sát đề nghị đi ra để phóng quang. Như vậy là đêm chung kết của thần tượng âm nhạc Việt Nam, Việt Nam Idol đã kết thúc vào ngày hôm qua, và chúng ta đã có một thần tượng mới cho mùa năm nay, đó là Yasui. Chàng trai người dân tộc Churu đã lên ngôi ở Việt Nam Idol với sự tiếc nuối của một số khán giả, bởi vì họ đưa ra ý kiến là người hát hay đã không thắng cuộc. Bài viết của tác giả Mạnh Hà trên trang 8 của báo Tiền Phong. Việc không gặp may ở vào phút cuối cùng của Hoàng Quyên chứng tỏ một điều: khán giả có nhu cầu giải trí nhiều hơn là nâng đỡ tài năng. Khán giả sẽ cổ vũ cho những giá trị gần hơn với họ, thỏa mãn được cái tôi của họ. Cũng có thể khán giả Việt Nam có nhu cầu thể hiện lòng nhân đạo nhiều hơn, nhu cầu là thưởng thức cái đẹp, đặc biệt là cái đẹp từ âm nhạc. Dù gì thì mẫu Yasui cũng rất phù hợp với một tinh thần của idol, đó là đưa một người từ số 0 trở thành người hùng, mà người ta thường thương những người anh hùng vì những nguyên nhân có tính bộc phát nhất thời, nên khả năng người hùng trở về với bưu danh không phải là không có. Yasui là thần tượng về sự vươn lên trong cuộc sống hơn là về giọng hát. Và trên thực tế mà nói thì sự vươn lên của Yasui trong nghệ thuật còn khá hạn chế. Anh hoàn toàn là vẫn chưa thuyết phục về giọng hát, về kỹ thuật, mà ngay bản lĩnh sân khấu của Yasui thì vẫn còn non. Vì thế chiến thắng của chàng trai người Churu vẫn mang màu sắc ăn may là chính. Tuy nhiên cũng không loại trừ được một khả năng, đó là Yasui sẽ rèn luyện, phát triển tài năng để có thể tiến xa hơn trên con đường đã lựa chọn. Nhưng đến lúc này, danh hiệu thần tượng thuộc về Yasui cũng vô hình chung làm cho hình ảnh của Việt Nam Idol càng thêm sự nghiệp dư và quần chúng hóa. E rằng vì thế mà rồi đây chương trình sẽ khó thu hút những tài năng thực sự và mang tính chuyên nghiệp trong âm nhạc.
Tiếp tục chương trình là các tin tức trong nước đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, ngày 1 tháng 2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên đã tổ chức trao 1 tỷ 190 triệu đồng cho 10 hộ ngư dân đặc biệt khó khăn nhằm hỗ trợ kinh phí mua, đóng tàu và ngư cụ. Đây là những ngư dân ở phường Phú Đông, phường 6 và phường 4 thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trong quá trình khai thác hải sản trên, các ngư trường thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã bị thiệt hại do thiên tai. Tùy theo mức thiệt hại cụ thể, mỗi hộ được hỗ trợ từ 30 triệu đến 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí của chương trình Tấm Lưỡi Nghĩa Tình. Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên cũng trao 146 suất quà Tết cho các hộ ngư dân, gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn khác thuộc các huyện Tuy An, Đông Hòa, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa, mỗi suất có trị giá là 300.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này thì Tết Nguyên đán Quý Tỵ đã cận kề và bằng giờ này tuần sau thì chúng ta đã chuẩn bị đến với cái ngày giao thừa cho dịp Tết. Và đến thời điểm này thì đủ các loại hoa cây kiểng đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ cho Tết hiện ở tại chợ hoa thành phố Hồ Chí Minh để đáp ứng nhu cầu để cho người dân mua sắm chơi hoa cho Tết. Năm nay đã có xuất hiện nhiều loại hoa độc từ các nhà vườn trong nước, thậm chí có những chậu hoa có giá hàng chục triệu đồng được nhập khẩu từ nước ngoài. Khu vực kênh Tẻ thuộc quận 7 nổi tiếng về bán dừa và trái cây. Thời điểm cận Tết, những ghe dừa đã được thay thế bằng những ghe đầy ắp cây cảnh. Tại khu vực này, cây mai vẫn là loại cây chủ lực của các hộ kinh doanh. Theo nhiều nhà vườn ở đây, những cây mai này được các nhà vườn chăm sóc, uốn tỉa rồi trực tiếp mang lên bán cho người tiêu dùng nên giá cả rất cạnh tranh. Trong khi đó, ở bến Bình Đông, quận 8, các loại hoa kiểng đủ loại như mai, cúc mâm xôi, hồng được các nhà vườn ở Tiền Giang, Bến Tre chuyển lên từ rất sớm. Theo những hộ dân buôn bán tại đây, lượng khách mua lẻ hiện nay chưa nhiều, chủ yếu là các mối mua xỉ để bán lại. Trung bình mỗi ngày bán được khoảng 40 đến 50 chậu, trong đó các chậu mai có giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng được chọn mua nhiều. Ngoài những loại hoa thật, năm nay các cửa hàng hoa giả trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình cũng nhập về hàng chục loại hoa mới có kiểu dáng, màu sắc giống hệt hoa thật. Năm qua cũng là một năm khó khăn với người trồng hoa cả nước bởi kinh tế khó khăn, thời tiết không thuận lợi. Nông dân các tỉnh như Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang cũng đang đều đứng vì hoa nở sớm. Tuy nhiên, hàng trăm loại hoa đến từ nhiều vùng miền trong cả nước cũng đã sẵn sàng để phục vụ người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh trong năm mới Quý Tỵ. Còn tại Hà Nội, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Song đến thời điểm này thì lượng người đi mua đào về chơi Tết vẫn chưa nhiều. Thị trường đào Tết vì thế chưa thực sự sôi động như mọi năm. Đặc biệt, những cây đào rừng lớn hay thế đẹp hay là đào gỗ lũa có giá trị vài chục triệu đồng thì vẫn rất ít người mua. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên kênh VTC14. Chị Nguyễn Thị Bình mang 100 gốc đào đi bán từ cách đây một tháng. Tuy nhiên cho đến nay, chị cũng mới chỉ bán được gần chục cây, mà đa phần cũng là đào nhỏ, giá thấp. Khó khăn kinh tế được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự ế ẩm này. Năm nay cũng khó khăn, chậm lắm, không bán được như năm ngoái. Bây giờ đồng tiền của kinh tế nó khủng hoảng. Nên ra kể cả bán làm ra là chỉ muốn bán nhưng mà cũng chậm mua lắm. Các hộ trồng đào khác cũng có chung nhận định rằng mặc dù giá đào vẫn giữ như năm ngoái, song thị trường đào Tết, nhất là các cây đào rừng, đào lớn năm nay tiêu thụ chậm hơn các năm trước. Người thuê nhiều hơn người mua. Đa phần khách chỉ đến ngắm, chụp ảnh hoặc tham khảo giá. Khách xem thì cũng nhiều và khách mua thì nó cũng có nhưng mà ít hơn. Mình xem là chính và xem kiểu giá cả năm nay rồi nó như thế nào, mà thời tiết ấm như này người ta cũng đắn đo là có thể mua sớm thì về lở. Đấy, nó là như thế. Đặc biệt năm nay, một số doanh nghiệp hoặc người khá giả có xu hướng thuê đào lũa để chơi Tết. Đây là những gốc đào rừng lâu năm, gỗ bị mục, thân rỗng nhưng vẫn ra hoa rất đẹp. Việc chăm sóc những cây đào này rất khó, không phải ai cũng làm được nên giá lên đến hàng chục triệu đồng. Giá cao, rất kén khách, song vẫn có một số khách quen. Chú thường đi mua cây, chú không hỏi về giá, mà chú xem thích như thế nào. Nếu mà thấy thích thì chú có thể bỏ ra nhiều hơn, chú mua nhưng mà không vừa phải, đắt quá thì chú có thể thuê. Các chủ vườn đào tin rằng một vài ngày tới, người dân mới bắt đầu đi sắm Tết nên thị trường đào quất sẽ ngày càng sôi động hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn như năm qua, các cành đào nhỏ, đào thế vừa tiền chắc chắn sẽ được người dân ưa chuộng hơn những gốc đào khủng giá trị vài chục triệu đồng.
Tiếp theo cũng sẽ là một câu chuyện liên quan đến những ngày Tết. Hơn 40 năm qua, nghề nuôi cá chép đỏ ở làng Thủy Trầm ở xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ngày một phát triển khi nhu cầu cúng cá chép tiễn ông công ông táo về trời ngày một tăng. Cá chép đỏ không chỉ giúp cho người dân thoát nghèo mà giúp họ có cuộc sống dư giả và khấm khá hơn. Mời quý vị và các bạn cùng theo chân nhóm phóng viên của kênh VTC14 ghi nhận không khí những ngày giáp Tết tại làng nuôi cá chép đỏ nổi tiếng của miền Bắc này. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh Quỳnh ở khu 3, thôn Thủy Trầm đưa hết số cá chép đỏ lên bờ. Do số lượng lớn nên anh Quỳnh đã phải huy động cả gia đình, bất chấp cái nắng khá oi bức. Dù vậy, ai cũng vui mừng vì năm nay cá được mùa. Năm nay có vậy là giá cả thế là bình thường. Việc chăm sóc cá vàng có gặp khó khăn gì không anh? Chăm sóc cá vàng thì nuôi nó cũng cái này cũng khó. Nuôi nó ăn tốn lắm. Hơn chục năm làm nghề, cá chép đỏ không những đã nuôi cả gia đình anh Quỳnh mà còn giúp anh thoát nghèo. Gần một tấn cá vừa thu hoạch có thể mang lại cả vài chục triệu đồng. Niềm vui chung cũng đến với nhiều hộ nuôi cá chép đỏ ở thôn Thủy Trầm. Anh Chín đang tỉ mỉ chăm sóc từng con cá trước khi bán. Cá chép đỏ sau khi vớt lên bờ sẽ được nuôi trong bể rộng khoảng 3m² và bị bỏ đói. Cá sẽ được nuôi trong môi trường ít oxy, mật độ dày. Theo anh Chín, nếu cho cá ăn no, chúng dễ bị chết khi vận chuyển. Trước khi nuôi nó thì chỉ có kiểm tra những con bố mẹ tốt, đỏ đều và phân được cá rõ ràng. Xong người ta cho một ao chăm sóc cá bố mẹ. Khi đến mùa sinh sản để cho nó đẻ ra và ta sẽ ươm. Ươm nó lớn thì cho vào ao ươm nó nuôi thì nó sẽ trưởng thành như thế này. Làng Thủy Trầm có hơn 500 hộ dân thì đa phần đều nuôi cá chép đỏ. Mỗi năm xuất hàng chục tấn cá ra thị trường. Do có thương hiệu nên rất nhiều thương lái từ các tỉnh thành khác đến trực tiếp lấy hàng. Tuy nhiên, công tác khó nhất vẫn là việc đưa cá vào các túi ni lông để vận chuyển. Mỗi một cái túi tải, bao tải này là nó chỉ chứa được khoảng 12 cân, 12 kg cá vào một tải. Chứ còn không thể hơn là nó đi là nó lạc là nó không chịu. Nó sẽ chết cá và nếu đóng thì đảm bảo là đóng phải oxy, đàng hoàng và túi bóng kín, không được hở, không được bục. Thì thế thì mới là đảm bảo an toàn. Chứ còn nếu mà mình sơ suất một tí mà nó bục một tí thâm kim là cũng không được. Sẽ hết hơi là sẽ chết cá, không được. Năm nay giá bán cá tăng cao gần 100.000 một kg mà cung vẫn không đủ cầu. Giống cá chép đỏ ở đây rất đặc biệt, màu sắc rực rỡ, tinh nhanh và có mã rất đẹp. Tháng 6 năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có quyết định công nhận thôn Thủy Trầm là làng nghề, tạo điều kiện thuận lợi để cá chép đỏ vươn xa về chất lượng và thị trường tiêu thụ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những đợt cá cuối cùng phục vụ ngày ông công ông táo của thôn Thủy Trầm. Năm nay, người dân làng cá thôn Thủy Trầm đã đón nhận niềm vui lớn khi cá vừa được mùa, được mã và được giá. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là câu chuyện tại làng nuôi cá chép đỏ ở Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện mới chào đón năm mới tại Hồng Kông. Trong không khí chào đón năm rắn đang đến gần thì các nhà hàng chuyên bán món súp rắn ở Hồng Kông lại tất bật phục vụ khách hàng. Món ăn có nguồn gốc từ hàng trăm năm trước, nay vốn được người dân Hồng Kông rất ưa chuộng vào dịp đông và xuân về. Nhưng để chào đón năm rắn thì món ăn nóng hổi này lại ngày càng đắt khách. Tại Hồng Kông, rắn máu lạnh được cho là thức ăn ưa thích để làm ấm người. Với giá khoảng 35 đô la Hồng Kông, khoảng 4,5 đô la Mỹ một bát, món súp rắn được cho là làm tăng tuần hoàn máu và làm giảm đau cho các vết thương trong mùa lạnh. Khi còn bé, mỗi khi bị cảm lạnh, mẹ tôi thường nấu món súp rắn cho tôi ăn. Đúng là ăn xong thì khỏe hẳn, nên cứ trời lạnh là tôi lại ăn súp rắn để tăng cường sức đề kháng. Hàng năm Hồng Kông đều bình chọn ngôi vị vua rắn cho đầu bếp chế biến các món rắn ngon nhất. Trong ngày đắt khách nhất trong mùa đông, cửa hàng nổi tiếng Xia Wong Hip bán khoảng 1.000 bát súp và chủ cửa hàng, chị Chow Ka Ling được phong là nữ hoàng rắn. Chị được cha truyền lại bí quyết chế biến rắn từ khi còn là một đứa trẻ lên 10. Từ đó chị trực tiếp quản lý cửa hàng. Nhưng chị Châu không muốn trở thành nữ hoàng rắn. Tôi đã giết rắn hơn nửa cuộc đời rồi. Thật sự tôi không muốn chút nào. Tại sao ư? Bởi vì loài động vật này ngày càng ít đi. Nhưng tôi không thể chuyển nghề được, mà tôi cũng không thể làm gì hơn.
ngày càng nhiều nhà hàng xúc sắn mọc lên ở Hồng Kông, nhưng những cửa hàng cung cấp sắn lại ngày càng ít đi. Cửa hàng Shi Gong Lam 110 năm tuổi là một trong số đó. Ông Mark Tai Kong 84 tuổi đã điều hành cửa hàng này 64 năm nay. Trung bình mỗi tuần, cửa hàng bán khoảng 100 con rắn cho các cửa hàng chế biến. Ông vua rắn một thời cho biết, ông không còn quan tâm đến tiền nữa, mà chỉ băn khoăn một điều là không có người thừa kế cửa hàng, dám theo đuổi nghề truyền thống nhưng đầy nguy hiểm này. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định 73 của Chính phủ về quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11 năm 2012. Trong đó có quy định trẻ em dưới 5 tuổi thì không theo học các trường nước ngoài. Theo đó, Nghị định chỉ cho phép cơ sở giáo dục phổ thông, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có nhiều cấp học, được tiếp nhận học sinh Việt Nam có điều kiện. Cụ thể, trường tiểu học và trung học cơ sở nhận học sinh Việt Nam không quá 10% tổng số học sinh của trường. Trường trung học phổ thông không quá 20%. Đối với những cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài, không được tiếp nhận học sinh Việt Nam không đủ 5 tuổi. Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đơn vị soạn thảo nghị định cho biết, những người soạn thảo đã bàn kỹ về quy định trường quốc tế không được nhận trẻ dưới 5 tuổi. Do trẻ dưới 5 tuổi còn chưa thạo tiếng Việt, nếu đến học tại trường nước ngoài sẽ có nhiều lo ngại như học sinh có thể nói tiếng nước ngoài thay vì tiếng mẹ đẻ. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam vừa tổ chức trao kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ đợt thứ 17 cho các gia đình thân nhân liệt sĩ. Đây là hoạt động tri ân có ý nghĩa thiết thực giúp các gia đình tìm lại được phần mộ của các liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh. Trong đợt này, hội đã trao kết quả giám định ADN xác định danh tính của 10 bộ hài cốt cho các gia đình thân nhân liệt sĩ ở 9 tỉnh thành trong cả nước là Quảng Nam, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Sau hơn 2 năm thành lập, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tư vấn cung cấp thông tin cho hàng chục nghìn gia đình liệt sĩ, tiếp nhận hơn 300 hồ sơ và xác định danh tính dựa trên kết quả giám định gen cho gần 200 hài cốt liệt sĩ. Đây là hoạt động tri ân có ý nghĩa thiết thực, giúp các gia đình tìm lại được phần mộ của các liệt sĩ đã hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Vào sáng ngày 1 tháng 2, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tổ chức lễ công bố cho 11 bảo vật quốc gia đang được lưu trữ và trưng bày tại bảo tàng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 11 bảo vật quốc gia bao gồm trống đồng Ngọc Lũ, trống đồng Hoàng Hạ, thạp đồng Đào Thịnh, tượng hai người cõng nhau thổi khen, cây đèn hình người quỳ có niên đại khoảng 2.500 năm, ấn đồng Môn Hạ Sảnh ấn thời Trần, bình gốm Hoa Lam vẽ Thiên Nga thời Lê Sơ, trống đồng Cảnh Thịnh thời Tây Sơn, các tác phẩm và di bút của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 11 bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ công nhận không chỉ có ý nghĩa quan trọng với bảo tàng lịch sử quốc gia mà còn khẳng định những tinh hoa của di sản văn hóa dân tộc Việt Nam, phong phú và đa dạng, giàu bản sắc. Cũng trong buổi lễ, bảo tàng lịch sử đã tiếp nhận bộ sưu tập bản đồ và một số tài liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Gần 3.000 độc giả thân thiết của tờ tạp chí du lịch nổi tiếng của nước Anh là Wanderlust đã bầu chọn các giải thưởng du lịch năm 2012. Điều đáng chú ý là Hội An của Việt Nam đã được bình chọn là thành phố được yêu thích nhất. Được biết, năm nay có tất cả 976 thành phố được bầu chọn, nhưng không nơi nào được đánh giá cao như Hội An khi trên 97% du khách đã bỏ phiếu đánh giá hài lòng dành cho thành phố của Việt Nam. Du khách đánh giá Hội An là một thành phố cổ xinh đẹp và rất dễ mến với những bãi biển và phong cảnh hấp dẫn. Đứng thứ hai sau Hội An là Cusco, thành phố của Peru, nhận được 96% mức độ hài lòng. Tiếp đó là thành phố Kyoto của Nhật Bản với 94,8%. Bên cạnh giải thưởng thành phố được yêu thích nhất thế giới, tạp chí Wanderlust còn bầu chọn những giải khác như đất nước được yêu thích khi đi du lịch nhất, sân bay và hãng hàng không được yêu thích nhất. Tham gia bình chọn của tạp chí Wanderlust là các độc giả đã có những chuyến du lịch từ tháng 12 năm 2011 cho đến tháng 11 năm 2012. Ở phần tiếp theo của chương trình cùng đến với câu chuyện buổi sáng, tiếp tục câu chuyện mở rộng danh mục phụ gia thực phẩm gây tranh cãi của Bộ Y tế. Tin tức nổi bật trên thế giới trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương, Pakistan đánh bom liều chết hơn 70 người thương vong. Danh sách các ca sĩ tham gia trình diễn tại Grammy 2013 với nhiều cái tên đình đám.
Mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm qua, chúng tôi đã đề cập tới với quý vị và các bạn những bất cập trong thông tư 27 của Bộ Y tế về việc mở rộng danh mục phụ gia thực phẩm. Và ngày hôm nay, chúng tôi sẽ bàn tiếp về những bất cập trong công tác quản lý và giám sát phụ gia ở nước ta. Và có thể thấy là ở một thực tế ở nước ta đó là trong công tác quản lý đối với vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung thì việc quản lý phụ gia thực phẩm từ lâu đến nay vẫn đang bị bỏ ngỏ. Không chỉ là các phụ gia trái phép vẫn được bày bán sử dụng tràn lan trên thị trường mà ngoài ra vẫn còn cả các phụ gia nằm trong danh mục thì việc kiểm soát lượng dùng và tỷ lệ dùng cũng vẫn còn nhiều bất cập, cho nên chúng tôi mới tạm gọi là mở rộng danh mục phụ gia, thu hẹp vòng đời của người dân là tên của câu chuyện buổi sáng và quý vị và các bạn sẽ theo dõi trong bản tin ngày hôm nay. Đầu năm 2010, các cơ quan chức năng đã phát hiện một khối lượng lớn hạt dưa nhuộm phẩm màu rhodamin B độc hại. Rhodamin B là một chất màu được dùng trong công nghiệp dệt như nhuộm vải, chiếu và sản xuất đồ gỗ. Nó tuyệt đối không được dùng trong thực phẩm và thuốc. Đến giữa năm 2011, hàng loạt các sản phẩm thạch rau câu, nước hoa quả bị phát hiện có chứa DEHP. DEHP là một hóa chất không được phép sử dụng trong thực phẩm vì tính độc hại cao. Việc sử dụng phụ gia trái phép chỉ bị phát hiện khi có cảnh báo từ nước ngoài hoặc nhờ báo chí phanh phui, đã cho thấy sự bị động trong công tác quản lý phụ gia thực phẩm của các cơ quan chức năng ở nước ta. Hiện nay là chủ yếu là cái nhỏ lẻ chúng ta cũng rất khó kiểm soát. Họ xé các cái bao bì lớn ra đưa vào cái gói nhỏ. Thì chúng tôi đã có cái tập huấn cho các cái hộ kinh doanh ở hai thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 11 năm vừa rồi. Và tháng 12 này thì chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền lại cho bà con làm sao để mà biết được đâu là cái phụ gia thực phẩm nhập lậu. Không chỉ là phụ gia trái phép mà ngay đến phụ gia trong danh mục, việc quản lý cũng thể hiện nhiều lỗ hổng. Một thời gian dài, thông tin về mức độ an toàn của phẩm màu E102 đã gây nhiều tranh cãi. Tuy nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng, nhưng theo các nhà khoa học thế giới và trong nước, nó gây hại cho sức khỏe. Cụ thể với trẻ em, nó gây bệnh tăng động giảm trú. Với những chất phụ gia nhóm phẩm màu tổng hợp, luôn có sự mâu thuẫn giữa quan điểm của cơ quan quản lý với các nhà khoa học. Trên thực tế, những phụ gia thực phẩm như phẩm màu E102 trong mì gói và bánh kẹo, 4MIE trong nước giải khát, dù đã nằm trong danh mục, nhưng nếu có những cảnh báo về nguy cơ với sức khỏe, thì ở các nước phát triển, nhà sản xuất vẫn phải ghi cảnh báo hay lưu ý sử dụng trên bao nhãn. Nhưng ở nước ta, nhà sản xuất chưa bao giờ làm việc này, đơn giản vì cơ quan quản lý không yêu cầu. Cái này không cứ gì nước ngoài. Về mặt lý thuyết ở nước ta là Nghị định 89, quy định về nhãn đều có một cái mục là phải cảnh báo về mặt sức khỏe. Thế nhưng ai làm? Tôi nói ví dụ như đáng nhẽ anh dùng mì tôm của E102, thì anh phải ghi cảnh báo là có sử dụng E102, khuyến cáo trẻ con không nên dùng. Thế mà trong cái đó mình lại quảng cáo đứa trẻ ngậm cái sợi mì tôm con cá đậu vào không đứt. Có một thực tế là trong khi ở các nước phát triển, nơi có nền khoa học phát triển, các phụ gia thực phẩm dù đã được khẳng định là an toàn, nhưng các nhà khoa học hàng năm vẫn tiến hành nghiên cứu đi, nghiên cứu lại để xem có bỏ sót nguy cơ gây độc không. Đó cũng là lý do vì sao những cảnh báo về chất bảo quản trong thực phẩm thường xuyên được đưa ra. Các quy định về sử dụng phụ gia cũng được cập nhật, thay đổi hàng năm, thậm chí là hàng tháng. Ở nước ta, việc nghiên cứu không những không được tiến hành, mà ngay cả cuốn danh mục phụ gia thực phẩm, tài liệu được coi là cuốn cẩm nang của các doanh nghiệp và là công cụ quản lý về phụ gia, đã tồn tại 12 năm nay mà không có một điểm bổ sung thay đổi nào, dù là nhỏ nhất. Khi đã cho phép sử dụng rồi thì vẫn phải tiếp tục đánh giá nguy cơ. Cho nên có thể cho phép năm nay mà sang năm không được phép sử dụng nữa. Nếu một công trình nghiên cứu đó người ta thấy có nguy cơ gây ung thư, và cái việc đánh giá nguy cơ khi đã cho phép sử dụng rồi
đánh giá cái liều lượng thực tế sử dụng rồi thì chúng ta đang còn rất yếu. Thì tôi nhân đây tôi kiến nghị với cơ quan quản lý, mà đấy là sức khỏe của giống nòi đấy, bởi vì cái phụ gia nó là hóa chất. Quản lý phụ gia thực phẩm không đơn giản chỉ dừng lại ở góc độ được dùng hay không được dùng, mà quan trọng hơn là quản lý tỷ lệ dùng. Vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng phụ gia an toàn đó là sử dụng trong phạm vi tỷ lệ cho phép. Nếu vượt quá tỷ lệ thì phụ gia nào cũng gây hại cho người sử dụng vì nó là chất hóa học. Trong khi đó, ở nước ta, các điều kiện về nhân lực và công nghệ trong lĩnh vực phụ gia đều đi sau so với thực tiễn. Ở châu Âu là không phải là một nước mà nhiều nước cùng lúc tham gia, nhiều cơ quan tham gia, đặc biệt là các trường đại học tham gia. Nhưng ở chúng ta thì chưa bao giờ có một cái đặt vấn đề của nhà nước rằng là trường đại học này cần phải làm cái gì, trường đại học kia cần phải làm cái gì, nghiên cứu cái gì và khẳng định cho chúng tôi cái gì. Thì chúng ta chưa có. Đây là một nhược điểm rất là lớn của cái nền của cái việc mà quan tâm tới sự an toàn về sức khỏe cộng đồng của chúng ta hiện nay. Chúng ta vẫn chỉ là ứng dụng bên ngoài, người ta làm được cái nào thì mình đưa vào để ứng dụng cái đó. Chứ chưa có điều kiện để đào tạo con người, xây dựng trang thiết bị để đánh giá được nguy cơ. Thế nhưng bây giờ nếu quản lý an toàn thực phẩm không có risk assessment, tức là đánh giá nguy cơ, thì vứt đi, tôi nói thật. Ngày nay, bất kể đồ ăn, thức uống, chế biến sẵn nào cũng đều có chứa phụ gia thực phẩm. Nếu không được quản lý chặt chẽ và nếu công tác thanh kiểm tra vẫn chỉ đơn thuần là cưỡi ngựa xem hoa, thì rất có thể việc mở rộng danh mục phụ gia thực phẩm sẽ đồng nghĩa với việc thu hẹp lại vòng đời của người dân. Thưa quý vị, hàng ngày khi mà chúng ta sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn thì cũng đồng nghĩa là nạp phụ gia vào cơ thể. Chính vì vậy mà đối với người dân, lời khuyên hàng đầu của các chuyên gia đó chính là nên hạn chế sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn. Khi mà công tác nghiên cứu phụ gia thực phẩm ở nước ta chưa được quan tâm đúng mức thì việc quản lý, giám sát kinh doanh sử dụng phụ gia càng cần được phải thiết chặt hơn. Đó chính là trọng trách cũng như là sự kỳ vọng của người dân đối với Bộ Y tế. Vừa rồi là câu chuyện buổi sáng của Nguyễn Hạnh và Đình Sơn. Và phần tiếp theo của chương trình như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin và sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, mùng 2 tháng 2 năm 2013. Ngày hôm nay tại Ninh Bình, công trình cầu dán khẩu mới và đường hai đầu cầu sẽ được thông xe đưa vào sử dụng với chiều dài 522m, rộng 12m và có 11 nhịp. Đây là một trong 11 công trình trọng điểm được Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình thi công từ tháng 9 năm 2011. Việc sớm thông cầu dán khẩu sẽ tạo điều kiện rút ngắn khoảng cách chờ các phương tiện khi không phải mất thêm khoảng 30 km để đi vòng qua tỉnh Nam Định, góp phần quan trọng trong việc giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Ninh Bình. Ngày hôm nay, Ngày hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ 2 năm 2013 sẽ được diễn ra tại Cần Thơ. Với trên 30 gian hàng và hơn 100 loại bánh dân gian Nam Bộ, Ngày hội sẽ mang đến cho người dân địa phương cũng như các du khách trong và ngoài nước một không khí lễ hội đậm đà hương vị truyền thống. Điểm nhấn của Ngày hội là tôn vinh bánh tét lá cẩm Cần Thơ với những biểu tượng, hình ảnh hiện vật về bánh tét. Ngoài ra còn có các chương trình ca nhạc hoành tráng, đặc sắc và các hoạt động tặng học bổng, quà cho học sinh nghèo học giỏi. Ngày hôm nay, chương trình hưởng ứng Ngày Đất Ngập Nước Thế Giới năm 2013 với chủ đề Ngày Đất Ngập Nước Thế Giới 2013 cùng vận động bảo vệ nguồn nước nhằm giúp nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn nước sẽ được tổ chức tại công viên Lenin Hà Nội. Nhiều hoạt động sẽ diễn ra như phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ nguồn nước, phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ nguồn nước, nhặt rác vớt rác trên hồ và bờ hồ. Ngày hôm nay, chương trình Chợ Phiên Trên Không, những mảnh ghép thời gian sẽ được tổ chức với mong muốn giữ lại những nét đẹp trong văn hóa giao thương truyền thống của người Việt. Người mua kẻ bán, khách gần khách xa đến đây, mua hồ hởi, bán phấn khởi, tham quan thích thú, ai cũng đạt được những mục đích của mình, để rồi trở lại đời thực với ấn tượng khác, dự định khác, cái nhìn khác. Ngày hôm nay, nhiều ngày hội Tết, các chương trình từ thiện sẽ được diễn ra trên cả nước. Đó là chương trình Xuân Về Trên Phố với mong muốn mang những phần quà Tết cho những người vô gia cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là chương trình từ thiện Tết với người nghèo, Tết Xanh 2013 sẽ được tổ chức tại Bắc Giang. Đó là chương trình Tết Xuân Vầy 2013 với nhiều hình thức khác nhau xoay quanh chương trình tình nguyện quyên góp từ thiện trao quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng. Ngoài ra còn có nhiều chương trình khác tại Bến Tre, Thái Nguyên, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác. Những chương trình từ thiện được tổ chức nhiều đợt cuối năm chứng tỏ tinh thần gắn bó, lá lành đùm lá rách của người Việt trong dịp Tết đến xuân về.
Tiếp tục chương trình là các tin tức quốc tế đáng chú ý. Cảnh sát cũng như là quan chức địa phương tại Pakistan vào ngày hôm qua cho biết một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một thánh đường của người Hồi giáo dòng Shiite tại thị trấn Hangu, miền Tây Bắc nước này đã làm 21 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Cảnh sát trưởng thị trấn Hangu Mian Muhammad Said cho biết kẻ đánh bom đã treo phát nổ khối thuốc nổ đặt trong xe mô tô tại con đường hẹp nơi có cả thánh đường của người Shia và người Hồi giáo dòng Sunni tại thị trấn Hangu. Đây là vụ tấn công liều chết nhằm vào người Shia, nhưng người Sunni cũng trở thành nạn nhân bởi nhà thờ của hai dòng Hồi giáo này nằm rất gần nhau. Cảnh sát cho biết quả bom đã phát nổ khi người Shia rời nhà thờ sau lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu, trong khi người Sunni đang tới nhà thờ của mình để tham dự buổi thuyết giáo hàng tuần. Hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công trên. Vụ đánh bom liều chết trên được cho là vụ tấn công giáo phái đẫm máu mới nhất tại Pakistan. Trước đó ngày 10 tháng 1, 92 người Hồi giáo Shia đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết kép tại thành phố Quetta, miền Tây Nam Pakistan. Vào ngày hôm qua 1 tháng 2, Hội nghị An ninh Thường niên Quốc tế lần thứ 49 đã khai mạc ở tại thành phố Munich của Đức với sự tham dự của gần 400 nhà hoạt động chính trị, bao gồm các nguyên thủ quốc gia, hơn 50 bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng, đại diện cho giới kinh doanh, khoa học và các tổ chức nhân quyền đến từ khắp nơi trên thế giới. Trọng tâm của các cuộc thảo luận tại hội nghị lần này là tình hình Syria và cuộc xung đột tại Mali, nơi những nhóm cực đoan đang kiểm soát miền Bắc, cũng như chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Ngoài ra, theo thông lệ, các đại biểu tham dự cũng sẽ đề cập tới một loạt các vấn đề quốc tế khác như tương lai an ninh của châu Đại Tây Dương, trong đó có sự hợp tác giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, các vấn đề an ninh năng lượng, triển vọng giải quyết các cuộc xung đột ở Trung Đông, tình hình ở Đông Nam châu Âu, cuộc khủng hoảng tài chính ở khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone, vai trò của Liên minh châu Âu EU trong thế giới hiện đại và vấn đề đảm bảo an ninh mạng, tăng cường sức mạnh quân sự của châu Âu. Theo ban tổ chức, hội nghị năm nay sẽ không thảo luận về tình hình an ninh thế giới mà tập trung vào các chính sách tăng cường sức mạnh quân sự ở châu Âu. Để đảm bảo an ninh cho hội nghị, Đức đã huy động hơn 3.000 cảnh sát. Trong khi đó, những người phản đối chiến tranh và chống toàn cầu hóa tuyên bố sẽ tiến hành biểu tình trong thời gian diễn ra hội nghị. Được thành lập năm 1962, Hội nghị Munich là diễn đàn chính để trao đổi ý kiến và điều phối quan điểm của giới chính trị, ngoại giao, quân sự và chuyên viên về những vấn đề quốc tế cấp bách nhất. The Bright Show, chương trình uy tín và gây tiếng vang nhất trong các hoạt động thời trang ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đã khai mạc vào ngày 31 tháng 1 vừa qua. 250 nhà thiết kế trong và ngoài nước đã giới thiệu những mẫu váy cưới dành cho cô dâu và phù dâu, váy dạ hội và đồ trang sức, những thiết kế được dự đoán sẽ thịnh hành trong năm nay. Các nhà thiết kế Ả Rập đã giới thiệu những mẫu thiết kế mang nhiều phong cách, nhưng phong cách truyền thống vẫn lên ngôi như sử dụng đăng tèn kiểu Hy Lạp, eo váy cao kiểu Bohemian và mạng trên mặt tinh tế Ấn Độ. Các mẫu váy cưới phương Tây thường khá đơn giản và cổ điển, nhưng các thiết kế của chúng tôi lại cầu kỳ và tinh xảo. Hầu hết khán giả của sự kiện thời trang này là phụ nữ Ả Rập, đủ mọi lứa tuổi. Họ được mãn nhãn từ những mẫu váy cưới màu trắng tinh khôi truyền thống cho đến những mẫu váy nhiều màu sắc. Các thiết kế của chúng tôi khá nhiều màu sắc bởi tôi nghĩ cô dâu Ả Rập thấy những gam màu sặc sỡ, kết hợp những đường nét đơn giản và hiện đại. Tôi tin rằng sản phẩm của tôi sẽ được đón nhận và ngày càng phổ biến hơn đối với những phụ nữ Ả Rập. Thị trường Trung Đông đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong ngành công nghiệp đám cưới. Theo các nhà tổ chức sự kiện, năm 2012, hơn 15.000 đám cưới đã được tổ chức ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, với chi phí trung bình cho mỗi đám cưới rơi vào khoảng 38.000 đô la Mỹ. Tại khu vực Gulf, 12% cô dâu có kế hoạch chi hơn 100.000 đô la Mỹ cho đám cưới của mình. Những người yêu âm nhạc và những người hâm mộ trên khắp thế giới đang rất háo hức cho lễ trao giải Grammy 2013 sẽ được tổ chức vào tuần sau khi danh sách những cái tên chính thức sẽ được biểu diễn trong lễ trao giải này được công bố. Danh sách với những cái tên rất đình đám như là Elton John, Taylor Swift, Rihanna và cả Justin Timberlake là một nhân vật đã vắng mặt khá lâu trên sàn diễn.
Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 55 tổ chức ngày 10 tháng 2 tới, nam ca sĩ từng đoạt 6 giải Grammy Timberlake sẽ trình diễn các ca khúc mới trong album đầu tiên của anh trong 7 năm qua, có tên The 2020 Experience. Những nghệ sĩ khác sẽ tham gia trình diễn tại lễ trao giải âm nhạc lớn nhất thế giới này, gồm có Dear Bentley, Miranda Lambert, The Black Keys, Fun, The Lumineers, Mumford & Sons, Carrie Underwood và Jack White. Dẫn chương trình sẽ là rapper LL Cool J. Cùng ngày, Viện Hàn Lâm Âm nhạc Mỹ vừa công bố lễ trao giải Grammy năm nay sẽ có chương trình truyền hình kỷ niệm một năm ngày mất của nữ ca sĩ Whitney Houston. Nội dung chương trình bao gồm các buổi diễn tập gấp rút, các cuộc phỏng vấn với nhiều nghệ sĩ và các nhà sản xuất Grammy ngay sau cái chết của Houston hồi năm vừa rồi. Theo ban tổ chức lễ Grammy, chương trình sẽ kéo dài 1 giờ và được phát sóng trên truyền hình ngày 9 tháng 2, một ngày trước khi lễ trao giải Grammy 2013 diễn ra tại Los Angeles. Lễ trao giải Grammy là một sự kiện âm nhạc lớn nhất tại Mỹ, với 81 hạng mục trải dài từ nhạc pop, đồng quê, jazz, tới nhạc Latin và world music. Thông tin về lễ trao giải Grammy 2013 cũng đã khép lại thông tin của chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Sự khép lại luôn luôn ẩn chứa giá trị của sự khởi đầu. Chúc cho sự khởi đầu một ngày mới của quý vị và các bạn luôn luôn nhiều hứng khởi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.